Ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về vụ án vu khống để đòi nợ ở công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Power Law. Qua nắm công tác địa bàn ngày 19 tháng 11, Công an quận 12 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh ập vào kiểm tra hành chính đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law nằm ở quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12. Tại đây, công an phát hiện có 196 nhân viên đang làm việc trên máy tính. Theo đó, công an xác định 35 đối tượng có hành vi sử dụng cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của các tổ chức cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ, đồng thời kiểm tra khai thác dữ liệu máy tính, thiết bị điện tử của những đối tượng có liên quan. Công an xác định có khoảng 300 bị hại trên cả nước. Đến nay, công an đã xác minh làm việc với 14 bị hại và xác định được 13 đối tượng thực hiện hành vi vu khống. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về tội vu khống, quy định tại khoản 2 điều 156 Bộ luật hình sự. Trong 13 bị can thì công an bắt giữ 11 đối tượng để tạm giam, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.